Rồi chị được ơn gì? Dạ con được ơn là con bị ung thư tử cung á. Bị ung thư gì? Ung thư tử cung. Ung thư tử cung. Tủy cung á. Dạ. Tức là về đằng phần con á. Và thằng này có bầu thằng này. Và có bầu đứa con này là nó bị ung thư nó áp lực quá. Là đến bệnh viện các bác sĩ bảo là bỏ nó đi. Mà con nó là con tín thác vào thuốc. Con đi cầu nguyện 3 giờ chiều lòng thương xót. Thì con đẻ được đứa con này. À, con đến đây là làm chứng. Vâng, chị bị ung thư tử cung và chị mang thai. Chúng ta biết một người ung thư tử cung, một phụ nữ mà mang thai thì khó mà hy vọng đẻ được. Mà có đẻ thì người mẹ cũng khó mà sống sót. Thì người ta yêu cầu chị bỏ đứa bé. Nhưng mà chị cố giữ lại và đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hôm nay chị đã sinh được đứa bé và chị bế cháu đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây, ta gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, và đây là cái đĩa mà những ca khúc lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Và bây giờ mấy chị em chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa. Chúa nói con hãy đi và